Exciter. Super. Lái gì là chặn đầu container. Này là bút xe tải luôn. Không có à, không có à. Cường không hề đam mê tốc độ nha các bạn. Cường chỉ là ta lấy lụa thôi. Không có tốc độ, nhưng mà mỗi lần mình ngồi sau lưng của Cường mà chở mình thì mình mà là xuống mặt mình không còn một giọt máu. Nhưng mà không đam mê, không đam mê tốc độ. Cường đặc biệt không đam mê tốc độ, nhưng không bao giờ chạy dưới 80. Số 7 An Giang. Số 7 An Giang ngoại đỉnh. Xin chào 500 cây sinh môi. Và tôi cây sinh môi, 100 cây sinh môi. 125 chân sao lộ bạc liêu. Cây sinh môi. Cây sinh môi. Cây sinh môi. Đêm nay mà làm cái gì cho ảnh buồn á là ảnh về anh sẽ không ngủ, anh chạy một mạch lên Đà Lạt. Wow. Racing boy tín hiệu. Ba mươi xin luôn. Đây. Ờ đây. Vận tốc 20 km/h gì hả? Chạy 20 vẫn té nha mọi người. Đấy xin lỗi lẹ được chứ. Mới vô Sài Gòn thấp tên làm dân Sài Gòn luôn. Em không biết. Này, em thì em luôn, nếu mà so về với những cái mối tình mà ở đây em biết là em tự nhận em nhiều thứ nhất luôn. Đây thì 1-2 cái, đây 1 cái, đây 1-2 cái, đây 4-5 cái. Còn đây là không biết luôn. Thế thì chắc được đứa. Ờ, thế thì bạn. Ai cũng biết đâu. Cục cứt. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi, chết tiệt. Nhưng mà đây có bán đồ ăn nè, có làm đồ ăn bán nè. Chắc làm đồ ăn được nè. Sao? Cả ba đều cùng có một đặc điểm chung là khi mà say thì sao lại cả ba? Cả bốn. Bởi vì em, anh có thấy em say bao giờ đâu, em tử lượng cao mà. Tức là chiến thuật của Nguyên Vũ là anh em ơi, mời em Phương ấy ạ. Ok, lấy đi, mời tôi ra nhá. Ok, sau đó không bao giờ động vào ly rượu nữa. Đã uống có chiến thuật đúng không? Uống có chiến thuật, nó tính toán cả. Bình thường. Nằm nhà mấy này say vô rồi tính hết á. Cần không biết say là gì. Không biết say là gì. Bởi vì trong bài hát nó câu anh sao giờ không biết say là gì. Khi say á. Dạ. Hoặc là nói nhà anh nè, hoặc là quay tốt hơn nè. Khóc đúng rồi ạ. Hoặc là khóc đúng rồi. Không biết à. Nghe tới đây là hiểu ạ. Đó, đại khái là vậy đó. À dạ vâng, đại khái là cũng hiểu sương sương lắm ấy. Khi mà edit thì bọn em sẽ thêm nước mắt rồi. Đây, trai á. Từ từ, mỗi đứa đây một kiểu. À. Đi về. Tôi là quan trên đám đông. Khi một mình thì lại không. Ai đẹp trai nhất hả? Tối nay bao nhậu nha. Ai đẹp trai nhất tối nay bao nhậu nha. Rồi, quan đẹp trai. Mọi người đó. Đó. Đẹp quá. Không nghe cái này mà tôi đồng lòng. Bán, tôi là đồng lòng. Base của chef Finn tên là Bùi Quốc Bảo. Đoàn Quốc Bảo 30 cm. Năm nay các bạn chơi rồi.